Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2021, tỉnh Bến Tre có thêm 3 ca dương tính mới tại huyện Dòng Trơm trong khu cách ly. Cụ thể ấp 4 xã Bình Hòa, huyện Dòng Trơm 1 ca, ấp 8 xã Phước Long, huyện Dòng Trơm 1 ca, ấp 4 xã Sơn Phú, huyện Dòng Trơm 1 ca. Tổng số ca mắc cộng dồn là 1.898 ca, cộng dồn số ca ra diện là 1.786 ca, cộng dồn số ca tử vong là 51 ca. Hiện có 1.690 trường hợp đang cách ly, trong đó cách ly y tế tập trung 463 trường hợp, cách ly y tế tại nhà nơi cư trú 1.497 trường hợp.